So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bắn cái khẩu ACG cái gì gì đó. Khẩu này thì nó khá là giống cái khẩu Scalar anh em ơi. Một khẩu súng danh từ ngày xưa rồi. Cái thời mà chúng ta chưa có những khẩu súng danh VIP. Đó. Khẩu này khá đẹp nha. Mỗi tụi là bắn giật vãi cứt ra. Có scope luôn. Red dot luôn, kinh. Rồi, cho anh Lang có này. À, cho nó có bom anh ơi. Tặng mày có bom này. Rồi, lâu lắm rồi chưa nhắm được thằng nào ria. Móng này, ô thằng vậy. Ui. Ui, mẹ bắn. Ô bắn như thế chứ 42. Ô khẩu này bắn cảm giác nó tành tành nó điều điều ta. Ui, mẹ để thằng M4 nó đâm sọ, vãi thật. Thằng loại 42 đấy anh ạ. Rồi xong. Nó bê luôn chứ còn gì nữa. Mẹ nó đen thế nhờ. Hơi đùa chứ. Rồi, cái skin khẩu M4 bắn bít này thì mình đổi được rồi nhưng mà đéo súng anh em ơi. Khỏe đang vẫn đang phải cày cày quay áp xe hàng xem có được không, nếu mà không được thì chắc là phải mua anh em ơi. Đặt máy cứt ra cho sửa rồi. Ôi sao lại nhảy lên lỡ quả múa cột thùng xanh là có khả năng là còn la liếm. À con lợn này nháy đúng không, mày nháy đúng không, được của nó đấy anh em ạ, được của nó đấy, khá quá nhỉ. Mẹ ngay hiệp đầu tiên đã nháy bom rồi. Láo thật, không coi ra gì. Rồi, kệ nó đi anh em ơi. Vậy khoảng này bắn nó cảm giác chưa sao nhỉ. Đây có cả red dot này. Đó. Kinh phết. Có tí băng băng. Rồi, bắn cảm giác nó cứ tành 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 ấy. Cảm giác đạn nó cứ phiêu phiêu lắm anh em ạ. Bắn nó cảm giác nó không thật. Rồi, bình tĩnh thôi. Mình mò bắt thằng hầm B này. Nghe nó có khẩu này có vẻ solo đấy, ăn thua rồi. Solo quả như thế mà cuối cùng nó đấm sọ chết với đau chứ. Quả không đấm sọ khả năng mình đéo chết đâu anh em ạ. Thế mình nhục chứ. Rồi. Ôi giời ơi, 2v3 này. Cái gì mà chết nhanh dữ vậy. Các anh toàn đội nón ra đi thế này thì chết à. Không nghe đồng tĩnh gì luôn. Ngồi hầm B xem có la liếm thằng nào không. Nghe mùi có vẻ là không ok lắm rồi. Cầm khẩu súng phò phạch này lại còn không ai gánh nữa. Hay à, hay luôn. Bắt được thằng hành lang rồi. Ngồi đây bắt thằng mít là đẹp này. Mình cầm bom nó đèo mít con thằng nha. Rồi hành lang có một thằng. Đây thế là hai, còn thằng mít và thằng hành lang. Rồi. Cho thằng hành lang có bom này. Thế về đéo bay nhỉ. Nó lấy con thằng mít nha. Biết đâu rồi. Đây trên hành lang có này. Ui. Ui cái gì vậy? Ui. Ý, mẹ nó điều thế nhờ. Nói đùa chứ. Quái này không thấy nó đâu nha, đang định quay lại để đơm ra hành lang nha, mà thấy đéo nào mẹ. Nó nhảy em biết nó snap chết mình luôn mới kinh chứ, khá nhầy. Thằng mấy trăm nó khá đấy anh em ạ, khá đấy. Mày khá đấy. Cho nó có bom rồi ạ. Mẹ nó không hai mẹ rồi. Anh đấm gì đây. Một khẩu súng khá đẹp nhưng mà mỗi tội là đeo bắn được anh em ạ. Bắn được kìa, đéo chết người khổ. Nít có tầm MK nha, MK 3 nha, nghe cái tiếng là biết MK 3. Mẹ nó, có lẽ nó bắn gần, kinh lắm anh em ạ, giá lắm. Rồi, móc mít đi fan. Móc mít để tao kiếm kill cái. Đây, 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 mày MK 3 đúng không? Đây, đây, mít còn thằng nữa, chơi đây. Chơi đây, chơi đây, ui, bắn cái đéo, ui, cũng 15, 16 đam á. Eo ơi, nó đùa chứ. Yếu thế, còn này là tanker mà, sao yếu thế. Em yếu này bắn đéo gì anh em. Thảo ngồi đéo được, đéo được, đéo được. Hay rồi. Đội mình bắt được thằng mít nhảy B. Cái gì nó ném bom. Biết ngay bảo kiểu gì nó ném bom cũng đẩy mà. Một quả bom, một quả lửa luôn. Đầu tư đấy nhờ. Quả mình phi vào là ăn ăn no, ăn đủ luôn đấy. Chọn gói mẹ luôn đấy. Rồi, bỏ mít nào, bỏ mít nào. Rồi, hành lang chết, hay luôn, 4v3 luôn, hay luôn. Bom lại vứt nhà. What the hell. Sao có bắt ra thằng bên bên B ra biết không. Rồi, đây, 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 có này, ui, 24. Đấy, bắn nó phải thế chứ. Hay quả mình bắn vào tay và chân chăng. Cứu vãi cứt. Rồi, nhẹ thôi phép ơi. 2v2. Đấy, tác hại của việc vứt bom ở nhà đấy. Giờ, vậy. Đến hồi hay luôn. Ngon luôn. Thằng kia vòng về hồi sinh nhặt bom lại bố được một thằng.
mình nhất nhất bên hồi sinh là nó cũng bú đồng tăng. Ngon chứ, không phải là yếu đâu anh em ạ, mà đấy bắn vào tay vào bắn vào tay và chân nên là đam yếu đấy, chứ không phải là do súng đâu. Có tăng cơ mà bắn mười mấy thì khác đéo là SMG thì có mà chết à. Rifle mà bắn như SMG thì đỡ làm sao được. Nếu như thế thì nó sẽ phải là sấy không giật thì nó mới ok được. Rồi 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 rồi, mình đã mổ quá mày à. Có lọ này, ăn miếng chả biếng nào. Biết chết kìa. Rồi, cho nó ra nó canh biết này, thằng này khôn phết nhờ. Biết chết phát ạ. Ui dồi, giật thiết cả mình phen. Tiếp cứ tưởng là tim nó cơ. Đúng là bắn chết đấy. Đang nhảy nhảy lên thấy bố ở bên trên, mẹ không để ý. Cứ tưởng địch, sợ hết hồn. Rồi, rào có nha. Ở đây fan đâu rồi, chơi scope, chơi scope rồi, yếu siêu yếu siêu yếu siêu yếu, ngắm scope luôn nào, đâu nữa, còn tập cuối thôi anh em ơi. 4-1, nó ra rào nó chết mà nó đéo ra ở trên hồi sinh rồi, hay luôn. Ôi ôi, nó toàn vác cọp, nó lùa một cọp với một cái ba, nó lùa tới kia gì đấy, đâu ra kill mà ăn nữa. Chết, bọn này nó gớm quá anh em ạ. Nó gớm quá. Rồi, đối với cái map này thì mình thích cái kiểu ném xà mốc mít này này. Bịt hết mấy thằng sniper lại, bịt hết mấy thằng sniper lại. Bắn nó sướng. Ôi dồi ôi, cái gì đây. Ôi ôi, tắp bừa bê. Mẹ, nó lách 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 qua, nó đấm sọ. Nó lách sang bên trái sao ạ. Mình giao thế đâu mà này. Đó, thấy không? Đây mình giao thế đâu, mấy người thấy đầu mình nó cay chứ. Khá quá nhỉ. 3-2. Ôi dồi, kiểu gì ạ? Thằng đó, hay luôn. Ôi, quả thật ạ. Ây da, cho này một like. Với cầm Mazenger thì ngon rồi. Còn là vẩy chuẩn bãi cướp ra anh em, thề luôn. Một trong những khẩu sniper mà mình thấy là vẩy đường đạn chuẩn. Với cầm Mazenger chuẩn. Tắc cái gì thiên sứ, à không phải thiên sứ, tắc cái gì quên mẹ tên rồi, cái khẩu mà bọn nó cũng hay, cái gì sư, cái sư 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 gì đấy mình không nhớ. Hay, đang có này chờ đấy đã. Ô nó lag, ô cái gì đây, ô bay lên rồi. What the fuck phải cứt nó lag, nó bay lên rồi anh em ạ. Rồi khẩu tắc mình đang nhớ tên ta. Khẩu tắc cái xịn lắm, khẩu đấy hình như là quay bằng tệ thì phải, mình nhớ không nhầm, quay bằng tệ thì phải. Rồi, trước mình đã từng làm. Ôi dồi. Trước mình đã từng làm video về khẩu đấy rồi, mình không nhớ tên anh em ạ. Không nhớ tên nó mới đau chứ. Rồi. Đáng chơi cứ ai để cứ nhắn tin nhắn tùng thì có chết tôi không? Chia gấp anh em ạ. Rồi đi luôn. Mày em nó vẫn ở đây ạ. Yếu rồi, không làm gì đâu anh em ạ. Yếu rồi. Đấy, bắn là làm một tên cái là đi ngay, là cút ngay. Cố gắng chốt hiệp này thì các anh ơi. Đấy, bắn súng phò súng vạch mà cũng cầm được ấy bạc thôi anh em ơi. Bọn nó bắn gớm quá. Rồi, rào chết. AK Inferno ạ. Thế vào tháng 8 này nó sẽ cho AK Inferno vĩnh viễn mà không biết thế là nào. Bắt đầu thật là giả. Ô canh đi nó lên đấy. Ủa nó néo smoke và chắc chắn nó lên à rồi. Bỏ mẹ rồi. Cái gì hay lạ có thằng móc. Ấy ê nó dừng dốc, chết mẹ rồi. Đây có hàng qua. Qua. Hay là có. Đây. Chơi đấy. Thục cái tao. Thục bắn chuột là giả rồi. Trên A có rồi. Ủa đông thế 1 tỷ thằng. Ui trời ơi, lại còn vỡ đâu nữa. Xong rồi. Chung kết lại rồi anh em ơi. Bê móc. Rồi xong. Lên được ạ. Tuyệt vời, thằng này cũng vỡ đầu luôn. Nó cũng chả khác đéo gì mình anh em ạ. Khổ. Đéo nào chung kết thế mới đâu. Hỏng ơi. Cố gắng anh em ơi, đừng có để thua nha. Mẹ cái quả. Cái quả lửa nó lag ở đây. Khó chịu thật đấy anh em ạ. Đây này, cái chỗ đằng sau mình này, khó chịu vãi cứt ra. Rồi, hay luôn. Lợi thế hơn người. Đừng để chết nha, fan ơi. Rào có bắn nhau kìa.
Ai à, rào có vẻ căng. Hay luôn. Ôi sao hôm nay đó cái ngày gì mà chúng nó bắn AK Inferno đông thế nhỉ? Ai da. Ném quả bom cũng có vẻ là rát đấy. Ném quả bom có vẻ rát đấy. Ôi ơi, 50 chết người này. Ai da. Ngon. Rồi. 3-2 vẫn đang lợi thế anh em ơi. Với quả ném quả bom là ném quả bom bừa đấy, ném quả bom bật bừa đấy, đeo thanh niên lóp chóp lóp nhóp chết mẹ luôn. Bữa đầu game bỏ lâu lắm rồi chưa quăng bom có thằng nào ria, ria luôn. Ê, mới đau chứ, khổ. Rồi, có vẻ như nó không đi hành lang rồi anh em ạ. Chơi gì, cứ chắc chờ tình hôm nay mà nó bỏ mid móc A thì hoặc nó móc B thì... Ôi trời ơi luôn anh em ạ. Cứ bình tĩnh thôi các fan ơi. Thủ chắc vào cái thằng rào kia ngồi im đi khổ. Mò lên nhà nó làm gì. Hay quá bắn bom B rồi. Bom CB, bom CB, bom CB. Kệ nó đi. Rồi. Bắn quả lửa ở đây hơi ngu nhỉ. Hầm B, hầm B, hầm B. Đấy vào chỗ đó. Ôi giời ơi hay quá nhỉ. Nó cầm M23 vào nó phang luôn ạ. Ai da. Tính ra quả mình nhắm quả lửa làm cái đéo nhỉ. Quả không nhắm quả lửa là phi vào là liếm được thêm kill nữa rồi anh em ạ. Đùa đâu. Hoặc băng lửa luôn nhỉ. Thực ra là mình cũng muốn chơi chắc thì chung kết rồi nhỉ bạn. Không còn cơ hội sửa sai đâu. Rồi rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, quay cho mình một like và subscribe. Nhớ một chút nhận bỏ clip mới nhất mình nhé.